Xin chào đón quý vị và các bạn. Hôm nay Tiến Sự làm một cái video mà đây là một trong những cây lăng cao khoảng một cái đĩa thì nó to khoảng bằng cái đĩa là như này các bạn nhé. Một cái đĩa là trong nó tầm như này. Có lẽ là nó rơi vào khoảng gần 1 mét đĩa. Và đây là cây lăng thì các bạn biết rồi, có 4 bông và một quả phúc. Và đây là con tử. Những cái thân này thì nó cao khoảng 2 mét mấy gì đó, tôi không nhớ chính xác. Bởi vì đây là tôi cắt được khoảng cũng tầm trên 1 năm. Trên 1 năm các bạn nhé, và tôi cắt chỉ còn lấy có mỗi một cái lấy có bằng 20 phân thôi, với lại con tử thôi. Và bây giờ thì tôi tuốt lá đi cho các bạn xem. Không, lá thực đẹp. Tròn đây, to đây gì? Cắt ra bông, lá căn, căn và nó mới đẹp. Răm này nó nhiều nhiều. Răm nó vậy.
Đây các bạn nhá, cái mầm này, cái cây long thì cái chỗ này nó không có cái mầm này, cái tay này các bạn. Và tôi ghép cái này vào. Tôi ghép cái này vào các bạn nhá. Nó sắp về đây, chỗ đây. Lại không cắt nào, vấn đề đây này. Cắt được nào trên nó to mức rồi nào. Để cho nó tọc phá mái dưới đất. Trên to rồi. Đang quay cho mọi người xem, đây là cây long hơn 2 mét các bạn nhé, nó phải tầm 3 mét thì đấy, cao lắm, đĩa nó phải gần 1 mét, 4 đĩa, một quả phúc, nhưng mà long nó hơi cứng các bạn ạ.
Tôi quay gần lại một xíu nữa, tất nhiên là tôi chưa lọc xong. Nhưng thời lượng video này tôi cắt giật các bạn nhé, tôi không uốn bông đâu. Tôi sẽ cắt giật sau này thành một cái làn chơi răm xương. Tôi chỉ cần cho, tôi muốn cho các bạn biết là đây là một cây long mà tôi cắt nhé. Đây, hơn một năm mà tôi nuôi sẹo này, mà trong cái chậu là bé thế này nhá. Chậu có 80 năm mấy thôi nhá, chứ không phải ở dưới đất hoặc không phải chậu to gì cả. Cái đoạn này tôi vẫn còn phải cắt nữa các bạn nhé. Đây, cắt đến mầm này thôi, nó sẽ đẹp hơn. Các bạn đang theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự, và Tiến Sự chuyên làm cây, cài đá và thực hiện tất cả các tỉnh ở phía Bắc. Và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và hẹn gặp lại ở video sau.